Bạn có nhu cầu mua hạt Free Fire, hạt Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop haidang.vn, shop hợp tác chính thức với Hải Đăng Gamer, shop nick tự động, an toàn. Link mình sẽ để dưới phần mô tả video. Xem ra đây. Rồi. Ra đây. Bỏ máu ra chứ. Ra đây. Ra là bắt đầu liền đó nha. Đang đứng đây nè. Nè, ra đây. Công luôn. Nè, lú ra. Nè, ngon. Bắn đi. Ê. 60 máu rồi. Bể đầu. Hỏi sao đi gần thế mà còn bay đầu ấy. Tại vì trình cao. Bắn nhảy lên cái đèn. Thôi đi he, người ta trình cao mà nó nhảy lên. Thôi quen gì. Nè, ra đây quanh sót một viên một bay não. Nè, ủa người ta bắn mà nói người ta mất vậy. Trời. Nè, ra đây lú đầu ra mắt đầu nè. Ủa sao. Ủa sao không dám lú đầu ra? Nè, lú đầu ra. Ui, ném nữa bay não nha. Ê. Đừng ha cho chui. Đừng. Bình tĩnh, đừng có cái gì cũng phải từ nha. Ui, trời, nhém nó bể đầu nha. Nè, lú ra nè. Ui, hai viên ở đâu rồi. Thôi, hà cho bơm máu đó. Bắn một viên rồi bay não liền nè nha. Trời ơi, nhéo nữa, bể não nha. Ây da. Thôi. Bể đầu nè. Tại vì trình cao. Ơi, ây da, cái gì què gì vậy? tại vì người ta trình cao. Tại vì người ta trình cao không có ấy gì trơn nha. Rồi lần này chắc nghi 6-0 luôn quá chứ gỡ kèo gì nữa. lần này 6-0 luôn rồi còn què gì nữa gỡ. Nhìn nè, đùa có bông kèo mới ha, còn người ta kích ha. Con người ta dây gì ghét rồi ha, có gì đồ nào ra đồ đó ha. Thôi. Trời, không đặt con ke là bể đầu rồi nha. Chạy đi đâu. Ui, lùn lộn phím anh em ơi. Ra đây ngon, ra đây thêm lần nữa rồi. Ngon ra đây. Ra là bay não liền á nha. Không bay não. Ngon ra đây thêm lần nữa rồi. Ui, mà trốn chóng rồi anh em ơi. Giờ mình vô mình băng. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Rồi lần này 6-0 luôn rồi còn cái gù ghê gì nữa gỡ.
Nè vậy nè, lú đầu ra bể đầu nè. Nè anh em nhìn mình làm một lần duy nhất cho anh em. Anh em nhìn mình làm một lần duy nhất nè. Ủa? Cái gì vậy? Ừ? Đặt kéo luôn đó. Ủa đặt kéo luôn đó. Bắt cái gì không? Ôi, ai chụp bắn xuống này. Súng này còn đỡ nha. Ui da mù mắt rồi anh em ơi. Bể đầu một viên. Bể đầu một viên à, bể đầu một viên này. Hai người đều yếu hết trơn rồi nha. Ủa sao chết? Đâu có mất nhiều máu đâu chết. Ây da. Trời. Trời ơi, cái pha đó kéo như vậy mà không chết cái trời. Nó trời. Nát hết trơn cái mũ luôn ha, thấy chưa? Bắn mà nát cái mũ luôn. Ghê chưa? Lần này sẽ nè, lần này sẽ là một pha one shot một đỉnh cao nè. Đậu xanh. Bỏ đi mà làm người này. Đù. Bạn chết con nhà người ta. Sao chết được, sao chết con nhà người ta được. chết con nhà người ta đâu chết đâu mà, đâu mà sợ. Nè, một viên một bay não nè. Trời ơi. Một viên một bay não nè. Không. Bảo quéo quá chạy kìa anh em. Bảo quéo quá chạy rồi. Đè đặt keo nè. Ây da. Trời. Bé đầu người ta hỏi sao người ta chết. Công nhận vô lý thiệt chứ. Bắn bay đầu người ta mà hỏi sao chết. Đâu rồi, ra đây. Bánh lên trời. Rồi bây giờ ra đây, ra chính giữa nè. Ra đây nè. Nè, giờ này bắn pha mát luôn nha. Ui, cái pha mát rồi bắn mù mắt. Ui ôi, nhém nó bay não. Thấy ghê. Thấy ghê chưa? Ừ. Bây giờ chơi hai cái pha mát luôn. Nè, pha mát bây giờ cái tâm hơi bị đỉnh nha. Đưa vô tay quý một ngón là auto vô đầu nha anh em. Rồi, tỷ số là 4-2 kìa, không lo. Chấp dùng pha mát luôn. Ngon vô đây. Vô đây. Đâu rồi? Ê, đặt con keo trước mặt ta, người ta bắn không được nha. Ui. Ây da. Trời, tự nhiên ngu thiệt chứ, chạy đi ngay chắn đậu súng luôn nội. Tự nhiên chạy ngay chắn đầu sốc luôn. Nè, ngon ra đây. Ê, bậy. Cái gì đó cũng phải bình tĩnh. Ê. Bậy nha, để bơm máu một cái. Bắn người ta bay mũ luôn mới chịu à. Ngon ở đây thêm lần đó. Rồi. Trốn chổng luôn đi nha. Đừng ra nha.
Nè anh em nhìn mình làm một lần duy nhất cho anh em xem nha. Chỉ một còn trăm mấy máu. Nè rồi ở trong đó luôn đi nha, đừng có ra nha. Ở trong đó luôn đi, đừng ra nha. Ở trong đó luôn đi, đừng ra. À! Trời trời, đứng kia mới ra hồn, mới ra mới bắn mình trời. Cây thiệt chứ. Ờ bốn đều anh em ơi, không lẽ thua sao? Trời xanh. Ngon, ra đây thêm lần nữa cây. Ra đây nè. Nè, gượt bắn luôn nè. Yếu rồi nha. Yếu rồi nha. Lú ra. Ui, bình tĩnh. Ui bị lát. Đó, hay bắn ghê chưa. Ok, không ra. Dạ, ok, không ra. Ok chưa. Nè, nè, không ra nè, bay cái não liền nè. Nè, không ra, bay não liền. Nè. Cái sốc gân. Anh đù. Thôi. Nè, một phát một. Ui, nhét nữa rồi nha. Ui, hai viên rồi. Ok, anh cho vỡ bơm máu nha anh em. Ok, cho bơm máu luôn. Rồi, ra đây. Này, ok, gấp bơm máu luôn. Một pha one shot nè. Đấy. Còn 6 máu. Nếu anh em cảm thấy hay, anh em nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Tạm biệt anh em, bye.